Xin chào người nhé, hôm nay lại tiếp tục gửi cái máy tời gỗ này. Tời gỗ loại này là loại 3 tấn rưỡi nhé. Loại này 3 tấn rưỡi nhông to đấy. Thế, đây là động cơ của nó đây. Động cơ Hamco này. Thế sau động cơ này bên mình đã làm lại nhé. Nó lành rồi. Chế mới hơi các thứ đã thay nó lành hết. Đã kiểm tra về máy và cái khung thì rất là chắc chắn, thép sắt thép dày dặn. Có phanh có ngắt, đây là cái ngắt này. Đây là ngắt, đây là phanh này, đây là phanh nhé. Để hôm nay là gửi đi cho anh Lô Văn Lành này, máy tời gỗ 3 tấn rưỡi này. Ở Trường Lè này, Trường Khoa này, Vân Hồ Sơn La. Đó. Giờ mình sẽ kiểm tra và test máy. Giờ mình sẽ test máy nhé. Bật công tắc lên này. Bật công tắc lên rồi nổ thôi. Máy này thì rất là nhạy. Nếu mà trường hợp nó không nổ được, mọi người đóng le lại nhé. Gạt cái le này lên. Nổ lên thì nhả lại le. Dầu nhớ các thứ đã đổ đầy đủ hết rồi nhé. Đây, đây là cái ngắt hướng này. Ngắt hướng này ra để khi kéo cáp cho nó nhẹ nhé. Đó. Và đây là phanh này. Đó, phanh lại. Bên mình thì cái trục này nó dày hơn, à nó to hơn nhé, trục này nó to hơn, những trục này nó to hơn những máy bình thường khác nên là rất là chắc chắn. Đó. Đến số. Rồi, nổ lại cho mọi người xem nhé. Thằng này rất là dễ nổ luôn. Đóng gói để gửi đi nhé.